Cho thứ này vào miệng 2 phút trước đi ngủ, cào răng chóc ra từng mảng, hôi miệng kỳ nhiên cũng đầu hàng. Trong trường hợp bận rộn, không có thời gian thì hãy áp dụng ngay công thức sau đây. Tại sao phải lấy cao răng? Thứ nhất, độc tố của vi khuẩn trong mảng cao răng gây ra viêm. Từ phản ứng viêm này gây ra hiện tượng tiêu xương ở răng làm cho lợi mất chỗ bám dẫn đến càng ngày răng càng dài để lộ ra vùng xương răng không được tổ chức quanh răng bảo vệ. Bệnh nhân sẽ thấy xuất hiện cảm giác ê buốt khó chịu. Thứ hai, chiều dài chân răng là không thay đổi, nên khi xương càng tiêu nhiều thì độ dài chân răng nằm trong xương càng ngắn lại dẫn đến răng lung lay và quá trình tiêu xương càng diễn ra nhanh hơn. Thứ ba, tiêu xương sinh lý là quá trình không thể tránh khỏi theo thời gian và việc làm cho xương không bị tiêu là một việc không tưởng. Do đó, duy trì xương ở mức độ ổn định là vô cùng quan trọng. Do những ảnh hưởng này mà cao răng cần được lấy sạch. Tốt nhất nên kiểm tra các mảng bám răng định kỳ 3 đến 6 tháng trên lần. Không nên đợi có cao răng mới đi lấy, vì khi cao răng hình thành thì đã gây ra tổn thương và để lại hậu quả. Chuẩn bị nguyên liệu. Một quả chanh tươi. Một thìa cà phê baking soda. Một thìa muối hạt. Dao, bát và thìa. Cách làm. Chanh mua về rửa sạch dưới vòi nước rồi dùng dao cắt làm đôi. Vắt một thìa canh nước cốt chanh cho vào bát. Phần vỏ chanh thì dùng dao cắt bỏ ruột cùng củ trắng. Thái phần vỏ xanh thành sợi nhỏ, một nửa để nhai, một nửa thì băm nhỏ cho vào bát nước cốt chanh tươi. Cho vỏ chanh băm nhỏ và một thìa cà phê baking soda vào bát nước cốt chanh, dùng thìa khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt là có thể sử dụng. Cách sử dụng. Đầu tiên súc miệng bằng nước ấm để làm sạch phần nào đó những mảng thức ăn thừa còn sót lại trong khoang miệng. Nhúng bàn chải vào hỗn hợp nước cốt chanh, vỏ chanh và baking soda rồi đánh răng như bình thường. Chải răng theo chiều dọc, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài khoảng 2 phút. Súc miệng bằng nước ấm để làm sạch khoang miệng. Lấy phần vỏ chanh thái sợi cho vào miệng để nhai từ từ. Khi đó nước bọt tiết ra hòa quyện lại với tinh dầu vỏ chanh nhiều vậy mà chúng đánh bật mảng bám và trị sâu răng hiệu quả. Sau khi đã nhai vỏ chanh trong khoảng 2 đến 3 phút thì nhổ đi, súc miệng bằng ly nước muối pha loãng là xong.